người Nhật đã định hình trà đạo thành đạo lý dân tộc, một nghệ thuật sống được truyền tải qua việc thưởng lãm một tách trà. Người Nhật đã làm được, người Việt mình cũng làm được và làm tốt hơn. Với tình yêu và đam mê cà phê, Tập đoàn Trung Nguyên Legend nhận lãnh trọng trách nhà lãnh đạo ngành cà phê thế giới, nâng tầm vị thế của Việt Nam, quê hương của cây cà phê Robusta thơm ngon nhất thế giới. Để chuẩn bị cho sứ mạng lớn lao này, Tập đoàn Trung Nguyên Legend đã dành thời gian và tâm huyết trong nhiều năm liền để nghiên cứu về cà phê và ảnh hưởng của cà phê trong mọi lĩnh vực đời sống nhân loại. Từ đó nâng cao giá trị cà phê không chỉ là một thứ thức uống thông thường mà còn ở tầm mức cà phê văn hóa, cà phê nghệ thuật, cà phê tinh thần đến cà phê triết đạo. Trong chuỗi phim ngắn Cà phê triết đạo, người xem sẽ nhìn nhận đầy đủ và chính xác tinh thần cà phê trong tiến trình phát triển của lịch sử nhân loại, từ việc tổng kết lại quá khứ, quán xét hiện tại và kiến tạo tương lai. Isaac Newton và nền móng cách mạng khoa học từ hàng quán cà phê. Trước khi trở thành nhà khoa học vĩ đại, Isaac Newton cũng là một trong những sinh viên tò mò, khám phá các hiện tượng tự nhiên và nhiệt tình tham gia những buổi thí nghiệm tại quán cà phê. Trong thế kỷ 17, châu Âu trải qua một loạt các thay đổi về nhận thức, về vai trò của khoa học đối với tự nhiên, bác bỏ các lý thuyết chưa được chứng minh, khát khao hiểu biết các quy luật vũ trụ dựa trên thực nghiệm. Những tiến bộ về trí thức dẫn đến một làn sóng nghiên cứu trên mọi lĩnh vực, tạo nên bước ngoặt lớn trong sự phát triển của xã hội. Lịch sử châu Âu gọi làn sóng này là cuộc cách mạng khoa học. Tại Anh, thời kỳ này, hàng quán cà phê đã được thiết lập như trung tâm nghiên cứu và học thuật, thu hút những nhà khoa học có cùng chí hướng gặp gỡ, đọc tin tức cũng như học hỏi và tranh luận với nhau. Cộng đồng học giả này là cơ sở thành lập các hiệp hội khoa học chuyên ngành, là xương sống của quá trình phát triển các ngành khoa học, Hội Hoàng gia London, tiền thân Viện Hàn lâm Khoa học Vương quốc Anh đã được hình thành từ nhóm các triết gia tự nhiên thường xuyên sinh hoạt tại câu lạc bộ cà phê Oxford. Isaac Newton được bầu làm chủ tịch của Hội Hoàng gia London vào năm 1703. Ông thường cùng cộng sự của mình tổ chức thí nghiệm đối chứng ngay trên bàn cà phê. Những cuộc tranh luận diễn ra rất sôi nổi, các lý thuyết mới đua nhau ra đời. Với trí tuệ sáng tạo và khả năng quan sát, tổng hợp đặc biệt, Isaac Newton đã có nhiều phát minh dựa trên nền tảng công trình của các nhà khoa học tiền bối như phép vi tích phân và định luật chuyển động. Ngoài ra, thông qua hoạt động thí nghiệm, Newton đã khám phá ra quang phổ, đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển vật lý và thiên văn học. Thành tựu khiến tên tuổi của ông trở thành bất tử chính là tác phẩm vĩ đại nguyên tắc toán học trong vạn vật học Philosophiae Naturalis Principia Mathematica. Newton đã viết liên tục trong 18 tháng để hoàn thành bộ sách được đánh giá là công trình nền tảng quan trọng nhất cho vật lý của mọi thời đại. Nguyên tắc toán học trong vạn vật học giải đáp sự chuyển động của các vật thể, định nghĩa về không gian tuyệt đối, thời gian tuyệt đối, luận bàn về hệ thống vũ trụ. Sự thấu đạt vật lý học của Newton đã hợp nhất triết học tự nhiên, suy luận thực nghiệm vào phương pháp khoa học của thời kỳ hiện đại, giải thích được quy luật vận hành của vũ trụ theo những định luật, định lý toán học. Nhà thiên văn học Pierre Simon Laplace cho rằng nguyên tắc toán học trong vạn vật học đã đạt đến giới hạn cao nhất mà khoa học vật lý có thể đạt tới, là kiệt tác vượt trên mọi sản phẩm của trí tuệ loài người. Nhà vật lý Ludwig Edward Boltzmann gọi cuốn sách là tác phẩm đầu tiên và vĩ đại nhất về môn vật lý lý thuyết. Các nghiên cứu về sự chuyển động của Isaac Newton là cơ sở thúc đẩy sự phát triển của máy móc, ảnh hưởng đáng kể đến sự phát triển cách mạng công nghiệp. Trên phương diện triết học, triết gia John Locke cho rằng trí tuệ con người cũng có thể lý giải theo phương cách nhất quán với động lực học của Newton. Kết quả, John Locke đưa ra lý thuyết về nhận thức luận. Nguyên tắc toán học trong vạn vật học, tác phẩm kinh điển nổi tiếng nhất của Isaac Newton, cũng đã được nhà sáng lập, chủ tịch Tập đoàn Trung Nguyên Legend Đặng Lê Nguyên Vũ tâm huyết, cẩn trọng tuyển chọn để tạo lập nên tủ sách nền tảng đổi đời, góp phần kiến tạo nên một dân tộc hình mẫu, dẫn dắt tinh thần toàn diện cho quốc gia để đi tới sự giàu có, toàn diện về thể chất, vật chất và tinh thần.